ngày nâng dân review cho mùi nâng session đón tiết cho mùi nâng cao pra bảo vệ. Hay session nâng cư kê pra mình tuần tiên đồng bấy store chế temporary data đồng bấy nó lớn store chế temporary data nó lớn browser hay đồng bấy ở server side retry bản này. Ok chẳng đồng bấy pra session nâng nông visual people đồng bốn hay ông bì xì dân khó bấy chọc mùi dân trao ca cho tựa cảnh start up của dân dân include opinion cư singleton http contact accessor hay nâng add session ná chứng dân add session như chọn đã không nâng time tiền mắc option option thì kia à thề dân bậc ca tế option dot ở kênh này time out spend time out min máu min tháng ngày minute min second ok đã mới nào các bạn nói chứng nhận đã from hour và màu ok chẳng dân ô mặt cỏ mình dạng app dot use session phần năng cư dân ai pra bàn hỏi chẳng nếu chỉ ca pra session là mấy cả nếu chỉ ca cho chung mua là mấy pra session nếu không có controller bởi dân cứ biết mấy ca pra bởi vì nè biết mình nè chẳng nó bên đã set string cứ trao pra HTTP nè using Microsoft ASP.NET Core HTTP ná hồi get string cứ dân read while you chân phí session 1 năng nơi là server side dân, nếu cứ dân thư ca cộng nọt và dũ người ta assign và dũ đã ở session 1 năng bờ session 1 toàn bà cao tế viên nâng bà cao bờ vì bà cao hỏi viên nâng override data lờ và năng ấy ok chẳng đầm bây thơ session nâng cứ dô đầm bây pra vi tao kì pra vi không cùng nâng mấy khá là nâng slide the learning developer chân này bật đất tì còn mấy tháng khi ông ta viết tao được bao nhiêu chân thì nè chân là đi chia ca chân này và đất bờ dường chia ca chân này và đất bờ dường ok chân ở ưu thoa ta khi ông thư ca cho token lock in mối nè ok control lock in mối khi ông chọn bật thách cho mối view na mối ưu thoa ta bây giờ bao view lock in chân khi ông thư ca bật thách về nè bật thách view na mối chân ok view na là dân đầu ca bật thách ok xem xong bật cả view thay mới tiện má đầm bay thứ ca bật thách oh demo miến đó nè chẳng demo nè ok demo home index mới định mới thằng này á ok vừa dùng đây chắc chân đợt mà hôm mà dưỡng những trong thư ca và thay chữ mùi sẽ nô thơ ta dưỡng mang store khi mùi xâm lạc nó bị lọc in chỗ rồi có này bị lọc in chỗ dưỡng mang store khi mùi đầm mây cũng nó tha dưỡng mang lọc in already hào chân dưỡng ai vi chỗ bàn chân khi là if trung chú string dot is not null nó is not null or empty is now empty nào xin chỉ copy null or empty HTTP content này dot session mà dưỡng dot get string nó get string mà dưỡng máu phải chỉ khi ông biến cắt chân hay có miếng bánh hạt chân nhưng ta mà sau to là hiện xua nhưng mà thật đắng ấy nè để toàn lại nâng một sân chia nếu khi ông ơi có session code cho code 10 niệm chẳng một sân dịch như các bạn là sang và dụ cô đừng mau tế chẳng như mà nói có cho the right chỉ môi nâng ca sort cut link nó lưu browser bàn thì chẳng này có chỉ có buôn này ca và thạch đáy chẳng một sân chỉ các anh này sách sân cô nè vì ở toàn bàn là sang nó phải lock in nó ở toàn bàn sang và dụ rước ở toàn bàn cắt lâu này ca lock in chẳng có dương và thạch đi mà nói có cho thực hành ví dụ bàn tế ở quát cho một cán ok return redirect to add action nè redirect to action máu dựng bạo một chỗ dựng pass controller hay nâng đi ok nhóm ai redirect to can này kì to can mùi nào các bạn sẽ ca điểm mẫu ấy nâng chẳng nhóm ai redirect to can login vậy vậy bạn ở chứng cho bạn khi em ai redirect một căn ví dụ như student nè như student mà dân cho môi nâng lock in controller dân gọi là prepare đó đây
Ok, ខ្ញុំឲ្យ redirect មកកាន់ view student ជាមួយនឹង login ណាខ្ញុំឲ្យនៅ redirect មកកាន់ line ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច click run មកដោយសារតែ session code របស់យើងនេះគឺអត់កើតឡើងអញ្ចឹងมันអាចវាយកាត់បានទេខ្ញុំចូលតារាងសិនហើយអ្នកនេះចាំទេរៀង slow run ដំបូងអានេះជាការយកមកប្រើតិចនិចរបស់យើងឯណាមិនមែនថាអូ session គេប្រើអញ្ចឹងមែនអត់ទេគេប្រើអញ្ចឹងទេតែនេះជាការតិចនិចរបស់យើងយកមកប្រើយើងមិនចង់ពិបាកខ្លួនជាមួយនឹងការអូស្រាយផ្សេងៗទៀតយើងមិនចង់ធ្វើការ framework មួយគេក៏យើងយកវាមកប្រើជាលក្ខខណ្ឌរបស់យើងមកអាហ្នឹងក៏ជា technique មួយសម្រាប់យើងដែរហើយសួរទៅវាធ្វើបានអត់វាធ្វើបានដូចគ្នាស្រ័យយើងឆ្នៃប្រដិតទៀតគាត់ថាវាលោសេកកូដរបស់យើងវាមិនលោសេកប្រហែលណាអញ្ចឹងយើងចុចលើនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុច slash home ហើយ slash index អញ្ចឹងវាអត់ទៅ home index ហ្នឹងទេវាមកទៅជា login ហើយនឹង view student នេះវិញនេះណាវាទៅ login នឹង view student វិញអញ្ចឹងវាអត់ទៅ home ទេនេះវាទៅ home ទេឃើញទេពេលចុចទៅវាទៅទេពេលខលទៅវាទៅឯណាវាមកតានេះហូតក៏ប៉ុតវាត្រូវទៅ log ត្រូវទៅឯគេទៅ index run ដំបូងណាពេល run ដំបូងត្រូវទៅ index តែបើវាអត់ទៅវាត្រូវចេញចេញ view នេះ hello everyone នេះណាវាត្រូវចេញ view ហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ទៅដោយសារតែ session code របស់យើងនោះអត់ទាន់បានអាសាញអត់ទាន់បានផ្ដល់តម្លៃឲ្យណាអត់ទាន់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យទើបវាធ្វើម៉េចវាមក redirect return ក្នុងក្រុមនេះទៅតែបើ session code របស់យើងនេះកើតឡើងកើតឡើងនៅពេលណានៅពេលដែលយើង run ដំបូង run ដំបូងវានឹងចូលទៅកាន់អីគេ demo ហ៎នឹងវាចូលមកកាន់ demo នេះអញ្ចឹងបើបានឆ្លងកាត់ demo យើងឲ្យអាសាញ http នេះ .session .setString ណា setString របស់យើងអូខេខ្ញុំដាក់មួយគឺ value អីក៏បានណា001ណាដាក់អីក៏បានឲ្យបានអាសាញមកយើងកំណត់សម្គាល់ខ្លួនឯងអូខេឧទាហរណ៍ដាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ include library ចូល using នេះណាវាលេខ error ហើយយើងធ្វើការ restart វិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើអាសាញកូដបានជោគជ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំវាយសតខាត់ខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបានហើយហ្នឹងចូលវាបានហើយហើយអ្នកនេះមើលវីដេអូខ្ញុំអាកន្លែងធ្វើបច្ចេកហ្នឹងគឺឃើញហើយមិនថាបច្ចេក library system មិនថាបច្ចេកជាមួយនឹង student ក៏ខ្ញុំប្រើ start មិនទាំងអស់ហើយមួយទៀតខ្ញុំមិននឹងបង្ហាញចំណុចមួយដែលគ្នាយើងគាត់ចេះតែសួរខ្ញុំថាតើរវាង migration ហើយនឹងជាមួយនឹង condition string ហ្នឹងតើវាមិនណាអូខេ home អូខេ has home ហើយ home in index ណា enter មកអញ្ចឹងវាចូលនេះ hello everyone ឃើញចូលអត់អញ្ចឹងភាពខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងយើងវាយសក់ខាត់ខាងលើអញ្ចឹងយើងធ្វើ system មួយមិនទាន់បាន login ផងបែរជាមិនបាច់ login ទេមិនចាំឈ្មោះទេគឺវាយhome index មកវានឹងចូលដល់ផ្ទាំង dashboard បានហើយអញ្ចឹង system យើងនឹងមិនបាច់ login ក៏បានដែរមែនអត់អ្នកគ្នាបាទនេះគាត់shortcut នេះខាងលើនឹងចូលដល់ទីតាំងចូលដល់ទីតាំងរបស់យើងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងអត់ឲ្យចូលដល់ទេនៅពេលដែលនេះអានេះអត់បានកើតឡើងអញ្ចឹងយើងគួរតែយល់ខ្លួនយើងថាអានឹងកើតឡើងនៅពេលណាមែនអត់ចឹងកាត់ឡើងទៅពេល login បើអត់មានហ្នឹងទេគឺឲ្យចូលទេឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបិទមិនហ្នឹងវាចូលឥឡូវខ្ញុំបិទវិញហើយខ្ញុំធ្វើការ refresh វិញណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងវាយសក់ខាត់អត់ចូលទេអត់ចូលហ្មងឥឡូវខ្ញុំចាក់បិទហើយខ្ញុំវាយមើលថាថ្មីអញ្ចឹងយើងធ្វើការ block វាខ្ញុំវាយ home ដដែល /in index ណាខ្ញុំវាយចឹងខ្ញុំ enter អញ្ចឹងវានឹង redirect ទៅកាន់នេះខាត់នេះវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវ redirect ទៅកាន់ login form ដដែលណាទោះណាឯងវាយមិនវាយខាងណាក៏ដោយវាយ home វាយ
function final file function dương save copy login out the function save copy login chứng bao mình toàn mang xong cắt login thế này anh trâu tự return the login hậu khi mà auto tha lại na thế auto tha dương miền website mới trâu cài dương register chờ hóa nó cho chúng chờ tàu nó dương chạm link dương scroll link lại bay chờ tàu căn profile và dương chứng slash 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 tất đó ở đó thì viên nâng thẹt mà login sao thầm mày lâu dương xa cho tàu căn Facebook và dương máu hơi dương xa chỗ đó của pha và dân miền ID ấy pack copy bây giờ pack browser gì suốt thật chỗ tôi cắn login bây giờ ở đó chỗ tôi viên đang ao dương redirect mà có login là thằng mày mẹ nó nào ngay viên thẻ dương redirect mà cắn login là thằng mày năng viên chỉ riêng môi đại dương cụ thể vô đơn máy system bây giờ ok, chẳng nhóm xóm bởi dù tệ tôn nâng migration hay nâng connection string tích ở nhạc nhiệm bàn dù ta hẹt ấy bàn chìa nhóm pra connection string hẹt ấy bàn chìa nhạc sinh gọt pra migration hay mình nhạc lọc score tha ở quay tâu chìa migration ở quay tâu chìa connection string nâng ná mình nhạc lọc dù lắm tệ tôn nâng migration, tệ tôn connection string bởi dù vì xa tức cái tha database first anh em condition string này mỗi tiết cái code first nó cứ migration nó cứ dùng hot và cả table để dùng còn tại say code class object hay dùng migration tới bên trong tàu và cả table dùng auto mà tách nó không actual hay hay dùng prapras link queue để mấy xe rồi ta cứ dùng prapras anh thế ok, trí, club khuyên kia sẽ migration nấu club brow là entity framework không? Nâng ngay link queue nâng nâng ngay ạ vô cho bà không? Entity framework link queue nâng ạ nâng dạy kì không? Ok, link queue nâng qua phía xa xí xác khi cầm mấy bên bóng ca nhóm biên xí xác đôi giờ ạ đè lưu không? Link queue mình nên bỏ phần xa xí xa thế có thay vì xa mình mới cái file link queue này link queue nó ở phía khóc niên tạch này cái link queue này ok nhưng mà thôi ta phải làm file link queue chẳng nộp bây giờ mình link này nhưng ai file link queue vàng này ná link queue giữa ưu thơ thà khi mà mang phải cho phía để ta nó không nghĩa chẳng nhầm chọn sơ chứ nhầm chọn sơ chứ nhầm chọn và item mới smart link bây giờ là ai bây giờ này dot chẳng nhầm dot dot where ná về mà where row và cả thêm á nhầm chọn where nhầm chọn row dot ak dot card id chứ card id smart mùi chứ dot to nè smart ở miền phí nó smart miền nhà mùi nè ok dot to ak list where card id oh, card ID string mấy bây giờ later à, string ta oh, anh ấy ID ta, cho làm anh ấy nè, ID dot anh ấy pick tông này dot ấy kế, dot selected ok, selected nó nhầm select ấy kế new vast feel na feel cái feel last name mean not nên kia mình select chẳng nè click ở hai select last name admin thế ở đây ở select chẳng nè ok chẳng chẳng select rồi tí tao khởi miền này chẳng nhầm lệch default first default mình thay dương select vô tầm record ở top 1 chẳng dương pra chùm mùi nâng link chú cái pra em nâng nha nha where muốn select hay first default nó cứ select ở top 1 áo thì item nâng cứ small item nâng cứ vài object cho anh em áo rồi mà record đã đi cái small mùi anh nâng cái pra link chú à nó cái pra link queue
đại sư đặt ta trên phí phí kế phí lịch hay bây giờ thôi mà ná bây giờ chạy pra pra linh chú tế vì khắp bê bà lì dừng dưới ngày chạp đàn thôi à for á integer i smart zone i tô chuyện list dot count mình chưa chạy mình đã lọt thôi bảo năng i bộ bộ chẳng if bảo sân chỉ ai ở sân chìa l i nè này thì tăng i dot id ná id mà mùi chẳng pháo này rồi khơi nhảy chẳng gọp chạp đàm như gọp chê mình đã lọt phở nhầm chưa chẽ ná mình đã lọt phở như gọp chê nè chẳng là student ok như gọp chê nâng có bán ok student.id smart ls này này zero dot ok id hay mình bật to tiết ok mình sâu đấy nè dot i mà toàn lại năng ớt chẳng mình bạn học chạy thầm mấy đi mối nè mình phán khơi mẹ nó chẳng đại lạc khám đấy ạ bảo sân chia student đi khóc bình na chẳng hạn nè chẳng bảo khóc bình na rọt khơi như tê chè chẳng khóc bình na lấy khơi student nhưng khơi chẳng kịp ra style đi là mấy fan là ta trên phí phí lì mẹ lọc phương chẳng hạn là đầu xua sân nó không xin xác với phương chẳng đầm bấy xoay như rộng đại ta mẹ nó vâng chẳng nhóm dễ với anh cứ cái này nâng cứ thua ở system nhân slow ưu thơ tha dân tiên bị thật đặt tại bài màu mà còn record đầm bấy file như rộng tại mẹ record thì dân mạch đại slow à slow slow quá nữa chà phần này tặng ớt này ạ nè phần này tặng ớt ạ chú đòi phần này huynh mệt đài nè tặng ớt hàng lớn này ạ smile nâng phần này ạ là tra linh chú là tập hóa pin đôi kia nè why item smile ls dot where mày tha linh nè list này ls nè chúng đọc về mà thay dương select dụng lại khăn tại ID mà mùi máu chúng select first default máu chúng viên đồng ba thì khó nó pha máu thì list item bao giờ này đôi khi này đi rõ khơi mà quay ở sang vào dù ta save về hay slow tiền anh đi browse select đôi query actual anh chẳng toán anh á mình bắt thao ô nhóm lút ra tại nhóm pra inactive framework tôm tớ có nhóm pra link queue ọt tê nhưng tớ riêng pra tớ ta mà quay để dân chuộng bởi dân pra bẹp ní viết phương ở system nhưng số lộ ta bởi dân pra bẹp ní cứ không đến system nhưng là ồ toàn dây ớt hay dự xếp tạch toàn trong số mỗi bông cái lại link queue nâng cái lại râu của anh ơi râu nâng chỗ ID nó cái row nó dương ai sẽ bị xây bàn ở đây bọn chẳng đại cái bàn đấy chỉ ca bậc ca bao giờ thế nó chỉ cao cá link xuống nếu việc lại nick cứ ca bậc ca option nó nằm nhầm ca số option của bạn đó option lại nick đã option này mà phụ ấy vị trí parameter pin nó cái option nè is call này pin nó call này option chẳng hạn này vị trí field của anh này field này vì chạm bàn này option này chẳng vì một cái object nắp vì một cái object mỗi trên pin này chẳng đi nếu mình chạm bàn data ta để không đi tỏ không pro thì khác này tỏ này còn option nó bàn là dùng bậc ca hả bọn năng là dùng bậc ca option nó cứ đôi tục nông class ni register dạng đá nắp vì bậc ca nó này option endpoint sao dùng bậc ca ngon này à nãy dân trong đã ấy các bạn này nè nhà này cái para link queue này nhà này nè khoanh được option này
dương bậc cả hai năng lại nắng á chung sờ lõm á cứ dương bậc cả thế chẳng u thọ thà nhom sờ lại khiêm trang man tại feel muối đài record ok em xong sờ nhịp nhom play đá na để tôn nâng link chú nó không xí xa bây giờ ok link chú không sơn tịt máu hay về miền thế hay khi mà đi gặp mà dân pra về đại tớ hay khi mà pra tại sẽ lấy cái form object nhưng mà sau pra tại tôi nên sẽ lấy battlefield nhá chẳng cái mean string vẫn đang kẹt sẽ lấy link chu ở bên này link chu này và check các bạn đấy này from name hay in name where này sẽ lấy pra style chẳng các bạn này pra style check các bạn pra style đây nhom mấy các bạn này nè chương pra style lại là from na in name này where ok chẳng má ok này cái pra style vậy này chương pra style nếu ok em xong pra style rồi á chương pra chạy hột chẳng chương pra ok chương pra và mới ít chẳng má small nâng ls small nâng from cái ls ô không cùng mà nick from ấy bắt cá mua màu list in ls bây giờ nhá ls bây giờ máu where id miền anh nè id miền anh nè à where này list bây giờ dot id ní mà muối ăn mà muối from select là trong khỏi kì nó select này nhóm select tại last name màu ấy list bởi dưỡng dot last name bị error mốc viện màu mà không ạ nó làm được last name màu ấy chăng dương ở string của bạn ấy string của bạn này nè string it nè chăng from list last name dương sẽ lấy tầm một phía tới mình ăn miệng máu nè dương ở đây dương sẽ lấy chứ ok dương dương sẽ là chia li chân ai đi small mũi với ai mình chia top one đó ok chân ưu thon chân tức với ai bán chia array chân array là nèm này ưu thon là nhóm chô mà đo controller mũi nâng nhóm ran máu chân này ai pra link chung chạy bán hay còn lơ cả ba đấy chân thằng này cái dương special từ lơ tại field mũi thì chân field nâng với ai chia array tại mình sẽ lấy top 1 sẽ lấy đôi query chẳng lẽ cái này dương chẳng find là ta không là rẻ nó chẳng dương cùng find bad loop thôi dương slow dương trâu find với bad link chú hoặc dương pra lên xịt mắc hạch find mà anh lươn mầm hot nó cứ lưu quá nè vơ tơ vơ mau bị đo mộng đỏ không nè tại bà lươn đi bớp slow mà lâu dương đặt mau hô vơ lươn mà nè chứ như lẽ nó nè chẳng việc ban nè gender f id mui last name a mà đoàn crown up nè mà mơ nè chẳng việc ban nè ok bà đây mà ọt miền linh nào và nè ọt bài linh ok à không sẽ ở trâu nè in list không học p2 list bởi dương chẳng hạn này mẹ trâu hả ní đọt ném phần trên ế ném link chú syntax query from select s nhóm trong special field chẳng hạn chẳng hạn bây giờ ban tài nít tiền đi vì ao dịch tầng ó
chẳng trong mang để phiêu mùi na tế chẳng việc bán thì ai đại lệ khan chạy bán đây kê má linh chú thời dừng ai đại s đấy thấy trong mang tay mà phiêu pi phiêu tế hạt ấy bán việc bán ok nick bao vùng của cho tặng đó thu list hơi nâng thu ok tạo bao vùng của cho tặng đó đầm bay còn vừa tạo chỉ thu list nâng first default nó sẽ lại nè đọt ném miên ta nè dương đạm miên ta ta việc bán as in đọt ném sẽ lại đây dương ta hay miên style cho ra tiết chẳng mẹn miên tầm mua anh thế dương miên style cho ra như nâng tiết ok nè ồ student đọt select as mà nhu nè ok chẳng nhầm pra style mà lờ trong thẻ style của nó này phá nè nè chẳng à lờ nít cứ dương ạch đạn trẻ select thì chắc đôi à nụ đá ok option của bạn này row của bạn này trong row của bạn này chế máu smile new hay row bởi dưỡng dot chẳng mẹ nó ok bạn khả nhiếp nè ok dot nhầm dược tại id bị mối row dưỡng dot dob ok chẳng như dot dot for default mà chạy ná giờ mày pra này các bạn nhưng mà sau chơi pra thế chơi nhưng pra style này chờ chuyện chẳng ngu thò thì dương con thì nhu tàu hơi dương thư ca chọn mọc lại đau mươi máu hơi dương thư mười mớ tàu viên miên ok tàu có màu ấy nè error 2 xong refresh viên máu nè chẳng khi nhầm xong mà enter hold máu ok cứ chôn lúc cho ra bây buồn tăng nè bọc mắt nè chẳng những ban tập phía là cốt cứ để đọc bớt hình năng ái ai đi bây giờ thời nhất nào thế nhé ok anh chẳng ngay khỏi em đi gửi mắt là giống pra anh chẳng á cô mỏi pra lúc bèm này á cô chẳng rộng ai này chẳng rộng đem ai đi mình nâng pra lúc bèm này hỏi anh ấy có mình in the join nhé nha in the join left join mình đi khỉ right join đôi actual anh chẳng trong vô pi class chụp này vô mà join bàn tâm bệnh bàn chỉ mà record ta khi là sốp ra nè chẳng những ai research và time tiết cho mỗi link chủ đó ok chẳng chúng mỗi session chúng mỗi nâng ca ba pan này cứ miền tập pan tế cả dùng thách hay sao mình khi xem xong review lần mới nhất nè để xem sao mình dùng đại internet chờ nãy vì đã lâu rồi mình tên nhưng xong bây giờ nhưng bị sao mong muốn gọi bạn ấy hay video xong mình có nhận bạn up hold đây chắc nhưng nhắm hold video này ok còn chắc là dương tập mục tiết lâu chúng ta nên tiếp tục cho man review chúng mình đang MVC bởi chứ ngầm rõ nước sân chẳng hạn bây giờ khiêm bàn bà nè khi tăng bình môn màu nắng vì chia chuẩn nội mùa tháng cực này ca bà bà ông bì xì hỏi hỏi vì miên tài bản năng tế xâm rạp từ chi mùa tháng cực dương nâng hãy khiêm xu ơ nè khi xu tha vì ọc bản năng mẹn ọt ọc tì nâu tràn nè nó nâu tràn nè ca bà bà tràn tiệt bần tay bởi dương riêng tài mùa tháng tâu ở hốt có dương ở miên ấy chỉ là tập khó trên trên đâm của phuôn này lúc ra thì dương bậc cao system lúc ra thì dương bia lúc ra develop tớp dương chụp bằng hàn tách dương chụp tầm rau ca tớp dương ăn vật luôn mang lộ anh ấy chỉ cài riêng của mình một nhóm ơi nhóm anh bắt đầu video chỉ video nè riêng nạ môn ở dương riêng phần thiệt đây nhóm anh miền tháng chạm bài trâu tập bóng lưới từ tụi anh video tê trong đại mơ YouTube free mà hay YouTube bộ nhóm nâng bởi đăng dịch nào tụi bán lôi vì YouTube mà tê phụ ấy
ấp mình nằm mơ xong mình nằm mơ mà thế mình ta nè riêng bắn á hay nè kia nè nát để chọn dùng cái API ấy ok thằng ọc nè chọn dùng API nè mô như trọng tận lý API API năng ấy ok ta chẳng nhóm xong bởi vô pi mù thà này ca có các API anh tích đại dương cao rõ API dương ai bà bàn cục mạch cho thàn thằng ọc phần tay dương chế tình dây API API hay chế tình dương viết bà cả bất dương bà không một chết ní có dương bà bàn này mình ọt tế cứ mình ách ham khuất nè đi bà bà bàn tế đi bà bà trâu thật phơ áo dịch nè phần tay xua thà dương ọt chăm bách đó là API phong hay dương là API dương cứ đó một ảnh của tất cả nó lỡ hơi vấn đề là phía hosting nó là phía hosting chân dương trâu ca phía website có dương trâu ca domain phía dương trâu ca spare dương thùng dương trâu ca database mùi chân phía dương á dương store chân khi hát viên bậc cân bậc tục dương thầy cả phía dương hát trâu ca API thế vấn tai dương thua vì miền API anh nâng được bậc cao tiếp tục vấn tai bờ dương chạm bạch miền website phóng miền mobile phóng anh nâng cái prai API nâng cái prai API tại sai cái thua tại một platform thế ok thua API mỗi thế cái thua anh chạm platform ok là lâu dân nền tích ok thì sẽ còn thế nè chẳng là API dân cứ chiếc bệnh end môi để miễn tù được tí thuộc ca read and write data chứ môi những actual server ta bắt đầu này bắt miễn tù được tí bà hai in the web bà hai login bà hai it hơi xâm rạp web đưa có chi một ba na đài connect cho mỗi API chân một ba nâng nghiên tuần đề tì và xe tài read data hơi nâng pull data mà can API nha read data hơi nâng pull data mà can API chân ca assign value bèm ní cư ẩn miên tên á assign value thì can actual đôi chìa lại nhẹ nha ẩn miên tê ẩn miên thơ bèm nâng tê hay hát đấy bánh dịch nhóm ở bà hành trở lại chân string bảo nèo khá nê tờ nèo khá nê ọt toàn nên khá có số nhóm trong riêng migration chọn chương của migration chứa rùa còn là các khá enter trên table màu hãy hát pra cái select guide from này thế cứ pra link chú em nè có thể có pra link chú như rùa chương nó có pra nhân rùa kê ok mù là hai để khá nhóm pra connection string cứ khá nhóm bắt đầu ở nhạc này chế pra API đây chế pra API hát ấy ban cho dân trâu ca connection API với class mình bật qua thời dân thứ chung môi nâng đặt tập bạch xỉn tì ủ tờ hoa thà company mùi quạt ban tên system bị bật tích crowd màu chẳng system bị bật tích crowd cái bia hài hài cái bia rồi hài cái miền sạch chơ thẹp bò cái miền ấy sạch bộ tôi mới tiết nhạc developer hàng khnòng chỉ nhạc customize bảo kê nhá chỉ nhạc customize chẳng sao tại con thơm mất trong ban là system mới chỉ UI chỉ web á chỉ web máu à nút view window form thì tay cái tên vì cái mà bị thay hơi chẳng phải cái file bị lỗ smooth hơi có trong ban window web form mới đồng bởi hosting móc khởi sáng và tay về được con rơi để ta rơi tớ có cho insert vì cho từ các system ở cái đài to này nâng ớt này to này nhầm dây nâng ớt và toán tư dân dụng với API nâng với sửa dây kia ok là ở trong tình này tư dân đạch chăm cho anh thật mấy mắt sửa dây vụ ấy là dây đạch tiết nâng này chẳng
Thì tha dương thưa chỉ đi developer nó company mùi chẳng á kể vô dương thưa support system mùi chẳng system nắng cái bàn tính phí đại cụ để đi develop hỏi hỏi dương mình mến chỉ nhận đi develop tì to này nè chả ba hai bữa tôi tiết kế gần phung tài mình để nâng system bỏ bỏ kì tại dương sạp tái chẳng bán system mùi tiết để ai phụ đại tá phí system dưới nè tục can system system kỳ tốt tiết cho nên xong ủ thờ hò chạy sẵn như mùi API anh tách ok cho nên ủ thờ hò chỉ mùi nâng bông đà rổ chia developer chia nè developer mùi để quạt chăm support cho mùi system để quạt bán tên vì bật thể khảo mà và tốt tiết quạt implement ở company rồi bỏ support nè company bỏ support và tốt mốc support có khởi system bông đồ rồi hỏi bằng tay có trong ban system mỗi tiết để ai input data cho system bông đồ rồi chẳng có tự phân company developer rồi bỏ trì chẳng có tự phân mẹ nát có tự chuồn từ lơ một bài tại sao tại khang company bông đồ rồi nó có mình developer này một bài tì chẳng có support tại system để bán tình bị kê màu được khả chúng khang support có bạn mà phấn khang trí đầm bay đi vào lọp một bà ép bằng từ vấn tay đầm bay đi vào lọp một bà ép bằng bàn tao dương trâu đang ở quầy khác bị bong đầu toàn á nhóm sáp bằng cũng ấy nhóm sáp bằng toán nó mà quên mấy nhóm chọn bên ca tính mấy người kia mấy nhóm là tù sáp mấy ok chối bóng tầm chối á nè ok, ở đây mình bố thật hóa sát mây của bạn đấy. Mày dừng lại toàn ạc nế. Ok, ưu thật hóa bởi dưỡng. Cái nhầm ưu thật hóa thà bông đà rố có chìa developer nẹ đài nẹ support chùm mùi system đại bàn tinh bí và tế kéo màu đã ói company rồi bỏ họ support đại bàn tinh bí bông đà rố. Vẫn tay thôn thiên bóc bông đà rố nó có mình khang developer màu bà tê support có ban xâm rạch chất từ chua company bỏ trí đầm bây thuốc ca đi vào lọc một bàn tại company bỏ trí có là đăng sạch chơ rồi bóc bóng đà rổ tì chẳng bóng đà rổ trao tài riêng chôm nó web API mùi đi phần này tốt mùi nơi system rồi bóc để tình sạch thì kì màu mẹ nát bóng đà rổ đầm bây dương giả ca khá nhiệm mà nên là đầm bay dân giả các thì mà group bóng rốt quát lọc support system nó có đang tha ồ, một đề là lụ của khuê nó miễn ếch là miễn phía A, phía B, phía C có score đạt được bê chung ấy chẳng gọi bạn chạp đâm trong Chrome Web API mỗi đề select trên đặt tá trên bì không cho lọc năng máu hay bị chung đặt tá cho đạt được bê mùi năng máu mẹ nó chẳng ai khang trí có thua interface xâm rạp thương một đề lụ của khuê năng máu hết bỏ API tại ai mỗi chẳng trí có chấp làm implement bằng data ta mà quay để bong đồ và cách khả năng ao chứ bong đồ chấp làm pe ba máu có sale là tập bay nắng sale là tháng châu từ cánh system bỏ bỏ quạt anh nắng cái hao tập khúc red dead API như này ta nên là cả toàn dùng API à nếu chỉ ca có cao web API nó vừa không lẽ nặng chân mình tay dương ai apply vi group cả là thì xã group platform thì mình tha ứng chăm đọt à cả mấy những các lắng tự thu API ban thế ở tề dương chăm là xây system mua API mua của bạn này nè được chưa mở được chưa nhưng chăm là xây system luôn ai như mình API mình của bạn này ở chưa ban hà thế bởi dương là xây bán là nó chỉ riêng lỗ bởi dương tề qua tha nè khác có chơi chân tư có thu tạo tạo mà phải chơi chân tư và system nó phải hơi hơi nè khác tiếp có tuần này có trong chơi trang có thu quy sinh cái máu ở bên lưng mới cái tuần nô mồ nè à chân có việc lo đây hơi kiếm prap tha pe tạo đi block top to mỏng á pe khác cam tại và ai mua thì đôi khi nhau vẫn cam tại back end mua sốt mỏng front end là sốt bài front end là sốt bài nhưng ba ta ai bài phụ ai bài mình mau ta mà company nè mau cho ra hết rồi ô thôi mau cho ra hết rồi hay dương cười thương xong này kia tờ
hay nè khang đi blog UI cái mình UI cái tràn cái kia mà đại lưu tham miền web designer web developer cái okay, back end developer ai ăn lưu ăn lưu chấm nhì nhưng ăn nâng ai lại nâng ai back end nâng ai và ai nâng ai lại ai nâng back end developer ai chè bàn tay của tha trong blog sẽ ai và ai xui chiêm front end trái xui chiêm trái mình tên và chạy tàu á xui chiêm ok ta hả lâu đâm bay của mọi nhà khi chung ngon ok ai và ai nâng cái thơ mấy nè nhầm recommend nào ý ao dương pra cho mình chạy ấy ok ở đây nè ở đây chứ không ok chân nhầm pra vi sửa bì bọn đọc pram nè nhầm xong pra vi bọn đọc pram để xử lý ai và ai bì bọn thế mày khi mà chơi para khi mà chơi para mén như vậy trắng nhà chơi para ai bài thế mày vì riêng thế mày dùng làm nhóm chẳng khi nhóm thua chơi para version tiếp bọn đọc ram tới vì tầm nào cả smooth chơi implement chơi public ấy tới anh đang tầm nào cả ồ khi mà toàn cua cho đó đó ai về ai thế chân còn dây bàn hết ok chân nó về để dựng build system bán nó về để dựng build system bán như trâu thứ cái public gì mình toàn làm public phó ngay trong phần chọn mấy cát ok chân dựng thứ cái public làm mấy public những chỗ thứ cái build nè build bao nhiêu điện chân chỗ một căn public hay chỗ một trình bao nhiêu chỗ một căn viên máu nè clear viên máu này public bây giờ nè chẳng dương drop bia IIS ok IIS FTP extract đó. Extract bây giờ dương hát cho bia create profile mà nè cho bia create profile hay nè 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 trên bàn này mà chẳng public chẳng bây giờ mình website dương pra web deploy dương pra web deploy làm mấy point drop sign name bây giờ hosting name hay server name, username, password để dùng bán tên tên này xua là tên là mấy ASP tên là nà ok, sai khi nhóm nâng bác website hay nhóm thực tên hosting ở dùng mới là mấy host web sai bị dùng tỏ dùng mơ sẵn hay nhóm mấy nhóm xung đoán đó ai bả dọa trao về chân dọa con cháu bác nhóm play trong public tên chân bác dùng trong public nó lơ mà xin server nó không chỉ local rồi bỏ dùng dương cô tại rớt chủ môi file system nát rớt file system bảo sân thì dương miên server khuôn anh dương public là server khuôn anh thì dương pra file system hơi dương pra folder dương trong public đặt nát ưu thơ đặc nhóm thư ca public tôi can nát download muối khu nhóm nhóm tôi can music chắc hay khiêm cho một căn class zone zone phi một căn folder mới chứ ồ thế này nè chẳng khiêm cho tôi mà nhiều sách hả kèo hỏi ok cho tôi nhiều sách class nè cho chẳng class zone zone phi khiêm xong là public mới và các folder public mới ok rồi mà tiếp chúng bật vĩnh bật sấn thật mây hai dân cho một can music class zone phí miền public mới chọn bị ok chẳng em chọn bị thà sale tập năng man hai tôi nói về lâu đã dân public nhá lúc bị tập public dân máu hay trong năng về ở dân ảnh rename edit ban chẳng như edit folder edit file này man tàu chúng chất bị tập public chúng vi vừa mình tu hái chúng rom cham vi tới vi nâng thưa ao dưỡng cho tập cảnh chúng những tập mới phu đâu dưỡng nông miền đất ta nó về public chụp chơi thì tiết bị bia nó cũng bị bia mà chúng vi nâng thưa ca bị bia sọc cột bây dưỡng tao chỉ sọc cột muối để chỉ phạt địa nát chụp chơi á nát nhưng mới trẻ
public one successful man one crowd នេះ zone ប្រជ័យ ណា okay ចូល មក កាន់ នេះ វា យើង មក order វា យើង music យើង មក រើស នេះ ដែល យើង បាន បង្កើត ណា យើង ចុច មក នេះ វា នឹង មក data នេះ មក បែប ហ្នឹង ណា មក បែប ហ្នឹង អញ្ចឹង យើង ត្រូវ កា តឡើង iOS 1 លើ Windows 10 មក យើង Windows 7 មាន អី ក៏ មាន ដែរ តែ Windows 7 អាច ជួប បញ្ហា ច្រើន អញ្ចឹង យើង នឹង ធ្វើ កា តឡើង iOS 1 ណា iOS đồng bây từ IS bán dương cho một căn controller nát controller bởi dương hơi dục biệt thả uninstall program á mẹn uninstall program á ná chơi biệt thả turn turn window fetcher nè nát chơi biệt lại ní màu chẳng là pê turn mà dương chẳng scroll chẳng nhưng rốt biệt thả internet information service kéo thả cắt IIS chẳng Windows Server ấy cầm miền này tại style này cài install vì khó nìa ok cho một địa pratri nè từ lẽ máu ATP nữa mày khó tế do tại web management tool lên máu này chẳng nè cũng khó nhưng từ lẽ mới thích ở nhưng ở bàn take care bây giờ nãy chẳng nhưng bác thích từng ngon mà chẳng nhưng cho từ lẽ mới mơ là toàn thích từng ngon mà đâu thích từng ngon mà bằng chân vì ai ở đà đấy nó nhìn sửa dương ta thích ở chẳng má và tốt bây giờ thích ở hai cái dương cho biết là ok chân vì nó thích cái install dương ô tô một cách máu ấy nè tôi nói là nói tôi lại đang ớt nhảy nấu tôi nói là nấu ok tôi nói ok support tôi nói tôi bộ tôi ok tôi nói là reinstall nè nó về để dùng install bán cho chơi bị ok mà chân vi năng ấy vi năng thực ca waiting cái install dùng hay dùng install bán chụp giấy tôi mà tiết insert thả bị thả IIS nó vi màu chạy internet information service interlevia màu nha interlevia chân ban bên này màu chân lại ní cứ dùng ai tài liệu website chỗ dùng ai bật cả website cái bạn ô thôi là nhóm mình chọn đặt website thế nhưng bật cả website mấy mười tiết đó nè chân nghệ như sai trong đạo sai nó cứ class son son mùi và to son son pí nè và to nó cứ pull pull bỏ dừng chân pull dừng như một cái ô tô mình thấy áo sao là bộ sẵn thay mày chân pull bỏ dừng cứ chỉ framework đại dương mà đi bật lọt ok chân nhóm xong một cái pull mới cứ pull so class ok mình đã pull a ok bị ô tô mình thấy một cái đấy nè chân dừng mạch select các bạn nhé chân nhầm nhầm từ thực ca này ok tập năng máu và tôi không tiếc cái dương brow nè brow à directory và dương nè chân xong brow từ đó music hay club và dương này cứ nè public dương đặt dây public máu nhé chơi bị ok ok dương chơi bị ok máu dương brow port 80 cứ 80 năng về default hay ồ 80 về chuẩn nè ok brow 80 chắc cứ bị cho là sai default nam chơi bị ok nè chẳng việc ba là class on son bay nè nè class on son bay nè chẳng nhưng chơi bị ram má ok viên đang đào website bây giờ này hoặc đào đây ok error print cho mà quên nhưng cho được căn ok cho một căn pool nè pool mới nè đập vào clip video máu nhưng xong mà vô cái trâu vậy ta nó vô trâu vậy nó chơi bị ok máu binding vô website mà đào đứt cái ta phải mà port nè mà bị port ok mình nên mà bị port thì vì ai access cho môi nên là config data page những invalid chứ nè ok anh chẳng khi mà tin data tặng hóa nè data nhằm ăn public nè mà đặt lại môi sẵn á để vì ai nâng khai ca public bán chẳng khi mà đặt cho môi nên try see và dưỡng ok trải đi các bạn đấy ok em xong đặt lại đi mua cho hoặc là link mua cho đi copy em đã má hay em sẽ ca link page ra thăm mấy
Ok, em sẽ thử ba bài website nhé, em sẽ mình là tiền mà. Vì đã ở lâu rồi vì error tầng áp. Bởi error tầng áp vì mau bị sử dụng nhập đáo nữa nè. Ok, chẳng hạn đi chỗ nữa nè, website nhóm chỗ thỏa mà thế. Chẳng hạn chế bằng hai thế, ok, mạch full screen nói. Full screen only. Ok, cho mà class on zone bay khiêm với anh hay khiêm thức cả edit này để tìm đồ đồ phụ đời cho anh mình đang phụ đời nhóm đồ một can try mỗi cứ try try ấy mình đang vậy đôi khi nó y bằng try y trai y à ok phạm lệnh này nhá ok phạm lệnh miễn chọn má nhầm vô bị ok hay em chọn bảo ra thay má mà ớt ok phải chỉ má mình đang vi nó không à trai đấy vợ màu là về lâu đã trai y với máu á chắc là đi chia phá phạm lệnh là răn cốt á lâu mời cho bạn ăn răn cốt thế nhầm bật vi rùa mớ bật vi rùa cháo ở kẹp con nó bị rùa thế nhưng ai cho dù sọc cô chân bán đi tài ta bán là đi vì error mình nhấn dương thơ mề vì error nó được thế hoặc màu thế là ta dương à đi browser pre thái à ở lâu nhưng mà chun data tấu ok login file này Apple website nhá Apple website nhưng mình nhấn dương browser lấy cái ở đây thì mình đang người ta dương bài đi máu của để xanh dương khó hết nè dương bài máu error of course vài mà nữa nè mình xong bật sẵn hãy bảo quên mới vì mình bài hại cả lá rằng thật mấy ok chẳng chuẩn đi máu developer mode framing display detail information error thay cho dương tệ tôn là tập bài dương khó login fail for user IIS Apple website mà login là năng for ok nhưng số cho từ phú là nè edit đồ phú chân mà cho class zone zone bay mà bán thằng nó mới error bán này ok cho má nào tệ error ok ở lâu xong restart ở ni mua cháo restart thằng ăn món ăn miếng này hoặc bàn thế request bật bật hai ok chẳng cho một căn trong đô của đại sân bởi dưỡng cái public hai cho public bởi dưỡng nè trong đô của đại sân bởi dưỡng nè rước của nhóm man lúc đại tập bạch cháu edit má chẳng nhân miên của đại sân bởi dưỡng đô nè demo integrate through nè khi dưỡng ạch đô của đại sân bởi dưỡng man đô tập bạch man nó về dưỡng public hai chẳng nên chia thảo cho những cái bà pra app setting ok nè chẳng má đi public đài ok ngày nắng dương riêng tập năng bán này hay ai trong nâng hai pi ca public cho môi nâng website long tên hosting chẳng chạm trọng năng sân chạm những chỗ api đó là ok tên hosting cứ dùng tên là smart asp smart asp hosting with how to try đấy nè khi mình tên thứ ca tên free giả pe học tập ngay mà thứ ca demo này dương chúng được biết là cái public tấu website dùng public mấy hay tên domain name tên ai má nó hay dùng ai mà learn more này website mui private actual version mà này ASP core pram choice Node.js ngay những pram tầm core bảy bốn choice nhá bảy choice bốn choice support đấy bạn nắng rồi chúng việc cái cất pi đà lạt không một hai chúng hosting bạn nắng những ai
ប្រើការបានអត់សម្រាប់វេបសាយមួយចឹងអាចទិញទៅវាថោកធូរថ្លៃទេមួយខែអស់ពីរលានជាងគុណមួយឆ្នាំអស់ប្រហែលចឹងទិញអេតវ៉ាន់មកក៏រៀងប្រើធូរបានដែរណាប្រើធូរដែរអូខេខ្ញុំធ្លាប់វ៉ៃរ៉លខេអេតប៊ុកវិញណាដូចយើងឡប់ផប់លេខដែរណាវេបសាយហ្នឹងឥឡូវដូចបិទអស់ហើយ viral kh website rồi lôi online đã lâu down mặt hai ok nè ok website này cứ website team him bia đã tại bia sản phẩm thực ca ở kia rồi lôi vậy nè tại mà dạ này vì mình phải nhà nhưng tao có bật bật chào sẵn tại đây những pra ESP là mấy bia tại bia mình tao xa thế nhưng còn là pra ok rộng lôi bàn đó cả lâu được chia những bật nó những bật tư ai mẹ mang tha ô ESP pra ta sẵn rạp thơ đi system này ai này mà thơ website bàn thơ ấy bàn đó nè tên register tao bia nè hay khi nhóm bia nâng đá chờ đã ấy bia tao thời thơ tao nè chứ như thời sàn chế màu chứ như tên hosting tên lại nâng màu hay nè nếu mà nâng toàn nó hay nhóm nâng send framework mới ở install hay đầm bay hosting ở nâng đá cứ dương tao ca framework mới đây chẳng nhóm nâng ao nhạc nếu chụp của kho bay chọn chẳng khiêm tục lại nè thế download ok tục nè chẳng nhầm ao này tao mua nè chẳng nhầm ao này tao mua tao dùng rồi install tao dùng đặt hosting đào mỏng cho anh mình đây bà thế nè kho bay cho chắc nhầm ao kho bay cho thử để install chứ như con để install với má double click má chỉ framework cái nè chỉ entry framework thế nè microsoft .net kho windows server hosting install với plug má đào rồi nè tập anh đang nghe nè đừng install nhờ bạn installer nâng đón tiết tế vì đập bạc hết cái này ok chân mình trong xu ấy ạ sẽ trong hosting mình nâng